Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh mua bán ô tô. Mình là Đoàn Nghị, là người chuyên gia mua bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 27 chỗ. Thì hôm nay mình vừa mới về một chiếc Kia Carnet sản xuất 2010. Bên mình đang chào bán với giá là 269 triệu đồng. Đấy, nếu anh em nào đúng chân thì hãy alo trực tiếp cho mình theo số máy 0964656865. Anh em nào xem video hãy nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Đấy, thì mình quay qua về phần thân vỏ cho anh em được xem. Đây là chiếc Kia Carnet sản xuất 2010. Đấy, thân vỏ thì màu trắng, trắng ngọc trinh. Đấy, rất đẹp, xe rất cứng xe. Đấy, mình quay qua phần thân vỏ cho anh em được xem. Đấy, đây là phần lốp của nó. Đấy, phần lốp của nó na răng đúc. Lốp của nó còn đạt đến 70-80%. Đây, tay nắm cánh cửa. Đấy, nó còn rất sang bóng. Đấy, đây là phần tay nắm cánh cửa sau. Đây là phần lốp của nó, lốp sau của nó. Đấy, rất cứng, na răng đúc. Đây là chỗ đổ xăng. Đây là phần đèn hậu sau. Mang biển số 20A09599 anh em nhé. Đấy, mình là Đoàn Nghị, địa chỉ mình ở Hải Phòng. Đấy, mình sẽ quay qua một phần chi tiết về phần thân vỏ cho anh em xem. Đấy, chiếc Kia Carnet sản xuất 2010. Bên mình đang chào bán với giá là 269 triệu đồng. Đấy, vâng, đây là phần nội thất của nó. Đấy, nội thất rất tươi, rất sang trọng anh em nhé. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó ấy vẫn hoạt động bình thường. Bô lăng của số táp lô táp ly. Đây là phần táp lô táp ly kính cửa anh em. Rất sáng bóng, rất sạch sẽ. Đấy, đây là phần âm thanh. Tất cả mọi cái keo chỉ của nó vẫn còn zin nguyên theo nhà máy sản xuất anh em ạ. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa sau. Rất sạch sẽ, rất sáng bóng. Tất cả những cái sần của nó vẫn zin nguyên theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Tất cả những cột kèo, cột kèo chứng tỏ chiếc xe này nó vẫn chưa đâm va lại. Còn những cái phần sơn xi bắn tỉa thì tất nhiên là nó sẽ có rồi. Phần nội thất ghế sau. Rất sáng bóng sạch sẽ anh em nhé. Đấy, đây là phần ghế phụ sau. Đấy, phần cốc nước. Chiếc Kia Carnet. Đấy, bên mình đang chào bán với giá là 269 triệu đồng. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường. Đấy, và sau đây, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước. Đấy, bên lái tất cả mọi chức năng của nó này. Đấy, gương kính chỉnh điện. Đấy, tất cả mọi thứ.
đây là phần keo chỉ của nó, nó vẫn còn zin nguyên từ nhà máy sản xuất đây này. Đây là phần âm thanh, ghế già rất sang trọng. Vâng, đây là phần ghế sau. Đấy, các bạn nhìn cảm nhận. Đấy, được trang bị một lớp áo da rất sang trọng. Đây là phần cánh cửa ta lô ta ly, cánh cửa đằng sau bên lái. Đấy, anh em xem và cảm nhận đây, tay khóa. Đây là phần âm thanh, tất cả những cột kèo của nó vẫn là zin nguyên theo nhà máy sản xuất. Mình là Đoàn Nghị. Đấy, địa chỉ của mình ở quán Đoàn Hải Phòng anh em nhé. Đấy, tất cả mọi cái chức năng của nó rất hoàn hảo. Đây là bộ, đây là quả số. Đây là bộ lăng. Bộ lăng của nó rất đẹp. Kia Monte, Kia Carven. Đấy. Màn hình cam lùi đầy đủ anh em nhé. Đây là gương chiếu hậu. Đèn trần. Đấy. Tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường. Đấy. Và sau đây mình sẽ nổ máy cho anh em xem. Đấy, máy đã nổ anh em nhé. Đấy. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường. Đấy. Đấy. Đấy, lên xuống kính nhé. Nếu anh em nào xem video của mình thì hãy like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Đấy. Anh em nào đúng chân thì hãy alo trực tiếp cho mình theo số máy 0964656865. Đấy. Mình là Đoàn Nghị, địa chỉ của mình là Hải Phòng anh em nhé. Đây, phần trần của đấy, trần da. Đấy. Nguyên zin theo nhà máy sản xuất. Đấy. Tất cả đây, đây một đèn trần này. Đấy. Đây thêm đèn trần nữa, là hai cuộn, nó có hai đèn trần anh em ấy, ba đèn trần anh em, đèn trần ở phía sau nữa. Và sau đây mình sẽ đi vào khoang máy cho anh em được xem. Chiếc Kia Carven này sản xuất 2010. Bên mình đang chào bán với giá là 269 triệu đồng. Đấy. Chỉ 269 triệu đồng, anh em đã sở hữu được một chiếc Kia Carven sản xuất 2010. Đấy. Đang được chào bán với giá, đang được chào bán, đang được chào bán ở ô tô Đoàn Nghị anh em nhé. Đấy, đây là phần máy của nó. Đấy. Mình vừa mới về, mình chưa kịp dọn rửa máy. Đấy, nên là nó hơi bụi bẩn tí. Đấy, mình muốn để mộc để quay để cho anh em được xem. Đấy. Tất cả những đinh bấm rằng rịch của nó vẫn zin nguyên theo nhà máy sản xuất anh em nhé. Máy nổ rất êm, rất khô ráo. Thì mình mua về mình chưa dọn rửa nên là máy nó vẫn hơi bụi bẩn. Mình cam kết với anh em là chiếc xe này không đâm va, không ngập nước anh em nhé. Anh em nào đúng chân thì mua về không phải làm bất cứ một cái gì cả, chỉ việc đổ xăng mà chạy. Thôi.
anh em xem mà cảm nhận. Mình sẽ quay chậm 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 để anh em. Đấy. Đây nhé. Đấy. Mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường. Đấy. Còn lắp cabo. Vâng, đây là chiếc Kia KTM. Bên mình đang chào bán với giá là 269 triệu đồng. Vâng. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, Hải Phòng vừa giới thiệu xong một chiếc Kia Carrera sản xuất 2010. Bên mình đang chào bán với giá là 269 triệu đồng. Đấy. Nếu anh em nào đúng chân thì hãy alo trực tiếp cho mình theo số máy 0964656865. Mình là Đoàn Nghị. Đấy. Nếu anh em nào xem video thì hãy like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video gần lần sau.